Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại Trung Quốc bây giờ đang là 5 giờ sáng. Tại sao 5 giờ sáng không ngủ mà lại dậy làm gì đúng không? Tại vì bây giờ dịch cảm cúm ở Trung Quốc nó đang trở lại hoành hành ở Trung Quốc. Cho nên là tối hôm Không. bụng, đau bụng à? Tối hôm, bây giờ á? Chết cha, nhau sang sâu sủa mà. Vừa chú học Lô đang kêu đau bụng mọi người ạ. Cả đêm hôm qua Lô bị sốt cao á. Lô bị sốt cao thế là Lô khó thở, Lô đau họng. Lô bị ngạt mũi, đau họng, sốt cao, Lô không ngủ được. cháu lúc đau bụng thì tận một tí là cháu hết đau. Thế à? Vậy xong rồi là mình phải bởi vì cái lịa giữa dịch cảm cúm mà nó nguy hiểm quá mình không dám ngủ, sợ lắm mọi người ạ. Sao cái này nó khó quay như này, nhìn nó rõ cả một lớp, cả một trường tiểu học của Lô là toàn lớp 1 không thôi á, thì có 43 bạn học sinh một lớp và cả trường thì có 15 lớp, trong đó thì có 4-5 lớp là đã bị đình chỉ học ở nhà tại vì có quá nhiều học sinh bị liếu cảm, bị sốt, bị cảm cúm và phải đình chỉ học ở nhà rồi. Nên là hôm nay thì đến đến ngày hôm qua chính thức ngày hôm qua thì lớp của Nô cũng bị đình chỉ học luôn. 12 giờ trưa cô giáo nhắn tin lớp 113 đình chỉ học ngay tức thì tại vì là có chục em đã xin nghỉ học ở nhà ốm sốt rồi. Bây giờ hiện tại buổi sáng thì có 3-4 em cũng có hiện tượng ốm sốt cao nữa, phụ huynh cũng phải đến đón về nữa, cho nên là nhận thấy cái tầm quan trọng, cái tầm sự nguy hiểm của cái căn bệnh cúm đang lây lan ở trên trẻ thì nhà trường quyết định là cho những cái lớp mà có trường hợp tương tự như lớp của Lô ấy là phải đình chỉ học gấp. 12 giờ trưa mình không ở nhà, mình đi Hàng Châu, thế là mình phải nhắn tin, mình phải gọi điện cho bố chồng đến để đón con về. Phải cho ông chứ. Ông đón về thì cả đêm ốm sốt tới sáng ra dậy, sáng sớm từ 2, 3, 4 giờ sáng là đã phải vật vã rồi. Thế bây giờ 5 giờ là bình yên hơn rồi. Sóng gió đã qua. Dạy cho con uống nước, mặc áo thêm này, đi tất thêm cho con để cho con đi vệ sinh. Đó, bây giờ thì con có buồn ngủ nữa không? Con cảm thấy như thế nào? Hơi Hơi á? Hơi hơi á. Con có thấy đau họng nữa không? hơi một tí vậy thôi. Khó chịu quá. Hôm qua con đau đầu lắm à? Tối hôm qua lúc mà mẹ về á, mẹ thấy hai cái má của con nó đỏ đỏ rực lên á, mẹ lo cực luôn ạ. Tỉnh nữa. Tối bỏ ăn không ăn, buổi tối bà con muốn ăn gì mà con không ăn, cuối cùng mình mới dỗ dành cho con ăn luộc hai quả trứng xong rồi là trộn dầm với cả cơm cho thêm, rưới thêm một chút nước mắm muối, xong bắt đầu là con mình mỗi lần ốm nó hay thích ăn kiểu đấy á, thế là mình cho con ăn như thế được một chút. Vậy là tối Vậy xong là cháu chỉ ăn quả bé cho quả to cho mẹ thôi. hai quả trứng, có một quả to hơn một quả nhỏ hơn thì Lô nhận ăn quả nhỏ để còn để dành quả to thì cho mẹ ăn. Hiếu thảo lắm mọi người ạ. À, con sẽ ai thương mẹ lắm, mẹ cảm ơn con nhé. Thì bây giờ mẹ tắt điện đi để cho con ngủ nhá, con có buồn ngủ không? Mà cứ chỉ mua hay xem phim. Con chỉ muốn quay video với mẹ à. Đó. Ở bên cạnh đầu giường này con thích đọc sách, nhà mình không có tivi, không xem tivi à, tại vì là trẻ Nhưng mà chỉ ở phòng ông mẹ có, nhưng mà nhỏ. cháu không xem nhiều. Chỉ có phòng của ông nội mới có tivi thôi, còn phòng của bố mẹ, phòng khách là nhà mình không lắp tivi tại vì là muốn bảo vệ mắt với cái sự sáng tạo cho trẻ em ấy. Đúng rồi, nhà mình là có nhiều thiết bị điện tử quá thì con tập trung nó sẽ không học được. Đấy là nhà mình rất là nhiều sách, mỗi một buổi tối trước đi đi ngủ hoặc là lúc rảnh rỗi á là mình hay thường đọc sách cho con nghe để cho con đi ngủ và dần dần con cũng ngoan lắm, Thì sao hiểu mà cháu chuyện. cũng đọc sách?
Sáng mai con muốn ăn gì để mẹ đi nấu? Bây giờ con muốn ăn gì không? Quay dấu giờ thế sao? Con không muốn ăn à? Con thấy miệng đắng không muốn ăn, con mệt quá không muốn ăn à? Con chỉ cần bé hơi thôi. Mẹ thấy cái mắt, lòng trắng mắt của con nó cũng có một tia máu đỏ đỏ đây này. Sốt lắm mọi người ạ, à, mỗi một lần mà dịch cúm ốm sốt trên đây thì lo lắm. Thế thôi mình nói chuyện đến đây nha. Để mai mình sẽ quay video chi tiết hơn và có những đầy đủ thông tin hơn cho mọi người nhé. Chào tạm biệt mọi người, con chào tạm biệt mọi người đi. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Nhanh khỏi bệnh nhé.